Chào mọi người đã trở lại với kênh Trang TV của mình nha. Hôm nay mời mọi người cùng làm món chân gà ướp sa tế nướng nha. Chỗ mình xuống chỉ thị 15 cộng rồi, nên hôm nay mình mới rủ mấy đứa em ra vườn nướng chân gà ăn cho nó vui. Đầu tiên là chân gà mình mua về mình ngâm muối với chanh để cho nó sạch nha. Muối và chanh có tác dụng làm cho chân gà của mình nó không hôi mà nó được trắng và nhìn ngon hơn á. Chân gà sau khi rửa sạch thì mình đem đi ướp nè. Ướp với một ít nước tương, một ít muối và một ít bột ngọt, và cuối cùng là sa tế tôm. Bây giờ mời mọi người ra vườn cùng nướng với mình nha. Đây là đống lửa mình đã nhóm được nè. anh cả.